Lan Ngọc song ca ăn ý với Ngô Kiến Huy tại Nhật. Trong buổi gặp gỡ người hâm mộ ở Nhật Bản, Ninh Dương Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy cùng nhau gửi tặng khán giả những tiết mục hấp dẫn. Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy nhí nhảnh trong hậu trường mới đây. Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc có chuyến công tác tại Tokyo, Nhật Bản, trong chương trình Xin Chào Việt Nam. Cặp đôi này khiến những khán giả Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại xứ sở mặt trời mọc thích thú khi biểu diễn bản mắt sắp tiểu thuyết tình yêu và ánh trăng tình ái. Sau khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Ninh Dương Lan Ngọc mạnh dạn hơn khi khoe giọng hát của mình trên sân khấu. Nữ chính phim Cô Ba Sài Gòn có màn kết hợp ăn ý với Ngô Kiến Huy. Cả hai còn khiến fan đứng ngồi không yên khi thể hiện màn vũ đạo đẹp mắt và chuyên nghiệp. Ngoài ra, nữ diễn viên 9X cũng gây bất ngờ với khả năng rap ở bản hit tiểu thuyết tình yêu. Sau khi biểu diễn, cả hai đã có một buổi trò chuyện với người hâm mộ, chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp làm nghệ thuật của mình. Màn biểu diễn cuốn hút của Ngô Kiến Huy và Lan Ngọc sau hơn 12 giờ công chiếu trên YouTube, video biểu diễn của Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy nhanh chóng đạt được hơn 14.000 lượt xem. Được biết, Ngô Kiến Huy và Lan Ngọc đã tập luyện rất nhiều cùng biên đạo Lan Nhi để có màn trình diễn hấp dẫn này. Ngô Kiến Huy và Ninh Dương Lan Ngọc bắt đầu thân thiết từ khi cả hai tham gia chương trình Chạy Đi Chờ Chi mùa 1. Sau đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở những game show khác cũng như sự kiện giải trí. Trước khi gây chú ý với màn biểu diễn tại Nhật, đôi bạn thân này từng song ca bài hát Nghi Ngờ và đoạn clip đạt 21 triệu lượt xem trên YouTube. Ban đầu, sau phim Gái Già Lắm Chiêu Ba nhận không ít ý kiến trái chiều về giọng hát. Tuy nhiên, sau thời gian nỗ lực hoàn thiện, cô dần thuyết phục được khán giả.